Giờ hậu ngon tuyệt vời. Bụng tôi đau quá. Cô coi sao lỡ nó phải hạt dưa hấu. Mà giờ có một quả dưa hấu rất to đang bọc trong bụng cô. Ở đằng sau công viên này có một người nông dân tên là Linh Dương, và cô ấy có thể loại bỏ hạt dưa hấu ra khỏi cơ thể. Cô phải đi tìm cô ấy ngay. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng mình cũng đã nuốt phải hạt dưa hấu rồi. Mau đi tìm nông dân Linh Dương ngay. Nếu cậu nuốt phải hạt dưa hấu, nó sẽ vào trong bụng cậu đấy, to như thế này này. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Mau đi tìm cô nông dân Linh Dương. Chúng ta phải tìm được Linh Dương. Hamster nhỏ, có chuyện gì vậy? Đừng nuôi hạt dưa hấu, nếu không sẽ có quả dưa hấu mọc và phát triển trong bụng chú. Sau đó nổ tung cái bụng, chú sẽ bay lên trời như tên lửa ấy. Đừng sợ, kể cả cháu có lỡ nuốt phải hạt dưa hấu, nó cũng sẽ bị đào thải ra ngoài theo đường tiêu hóa. Hạt không thể nảy mầm trong bụng được đâu. Thế là tin giả ư? Đấy chỉ là tin đồn thôi, cháu đừng tin nó. Ôi không, các bạn, cháu đang đi tìm con nông dân Linh Dương để tìm cách chữa. Nông dân Linh Dương mà biết chữa bệnh sao? Nghe thật đáng ngờ. Cháu cứ về nhà trước đi, chú sẽ điều tra việc này. Biến thành cô nông dân. Cô nông dân Linh Dương, có phải do hấu đang to dần trong bụng cháu hay không cháu ơi? Mọi người đừng có xô đẩy, tôi sẽ đưa mọi người đến chỗ chữa bệnh ngay. Mình đến chưa ạ? Bà đây cháu ăn rất nhiều dưa hấu, liệu bụng cháu có nổ luôn không ạ? Các cháu thực sự nghĩ sẽ có dưa hấu mọc trong bụng mình thật hả? Sao mà ngốc thế? Nhưng mà cháu nhìn thấy mà, bụng cô ấy to ra như thế này này. Thế hả? Như thế này sao? Người bóng ma sao? Tôi cũng là cô mà các cháu nói chuyện ở công viên đây. Chúng ta bị lừa. Cảnh sát! Kia kìa, cái xe kia. Là cảnh sát trưởng Labrador. Cứu cháu. Cái gì? Đuổi kịp được sao? Xem đây. Các người sẽ không bắt được ta đâu. Đau quá. Mình thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Hồi quá. Hồi quá thì mất. Mình phải chuồn ngay. Đừng lo, các cháu an toàn rồi. Papillon, cô hãy ở đây với lũ trẻ. Được. Dobby, đi theo tôi. Đứng lại. Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương. Mình phải làm gì đây? Quả dưa hấu khổng lồ. Ôi không, cô ta đâu rồi? Không, cô ta đang trốn bên trong quả dưa hấu kia. Để tôi bắt cô ta. Không cần phải vội đâu, ăn quá nhiều dưa hấu sẽ khiến cô ta bị đầy bụng. Cô ta sẽ phải ra ngoài sớm thôi. Ba,
Dương, cô phải đi cùng chúng tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, người xấu sẽ bịa ra những tin giả và lan truyền nó cho nhiều người nghe. Khi nghe thấy một tin đồn, bạn phải bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ đúng sai. Nếu không chắc chắn, các bạn hãy hỏi ngay ba mẹ hoặc thầy cô giáo nhé. Hãy nhớ, đừng vội tin và lan truyền thông tin khi mình chưa hiểu rõ. Cẩn thận với phần mềm đổi mặt AI. Chào cậu. Chào hà mã nhỏ. Chào con, ra công viên chơi đi. Được, tớ sẽ ra đó ngay. Mẹ ơi, hà mã nhỏ và con sẽ chơi ở công viên ạ. Đừng về muộn con nhé. Tớ đến rồi đây. Hà mã nhỏ, cậu đâu rồi? Tớ ở đây. Chào cậu, thỏ con. Cô không phải là hà mã nhỏ. Tớ là hà mã nhỏ mà. Cô là ai ạ? Tớ có thể là bất cứ ai trên đời này. Tớ cũng có thể là thỏ con nữa. Cô là người xấu. Đi với ta nào. Hà mã nhỏ. Cháu chào cô ạ. Thỏ con có nhà không cô? Không phải cháu vừa gọi video rủ thỏ con ra công viên chơi à? Dạ. Cháu có gọi cho bạn ấy đâu ạ? Gì cơ? Cảnh sát trưởng Labrador, đã có người nào đó giả mạo hà mã nhỏ để lừa con gái tôi đến công viên rồi. Chắc có kẻ xấu bắt bạn ấy đi rồi. Có vẻ như đây lại là một vụ án liên quan đến phần mềm AI đổi mặt. Thỏ con đang gặp nguy hiểm, chúng ta mau đến công viên thôi. Chia nhau ra ở đây. Được. Xin lỗi, anh có thấy thỏ con ở gần không? Cảm ơn ạ. Ôi không, cảnh sát ở đây rồi. Cháu muốn về nhà cơ. Đừng có nói gì hết. Thỏ con. Thỏ con. Con ở đâu? Không ai thấy mình, không ai thấy mình hết. Tai thỏ ư? Dừng lại. Này. Thỏ con. Cảnh sát trưởng Labrador. Mẹ ơi. Mẹ rất lo cho con đấy. Suýt nữa thì thành công. Đứng lại ngay. Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương đâu. Là bom khói. Cô ta đi đâu rồi? Vào trong siêu thị rồi. Đi nào. Làm sao tìm được cô ta bây giờ? Dobby, hãy canh ở cửa. Papillon, chúng ta cần thiết bị phát hiện ra cô ta. Đã rõ. Giờ là lúc sử dụng phát minh mới nhất của tôi. Camera bay. Đã vào vị trí. Tốt. Giờ là lúc chờ cho Linh Dương xuất hiện. Ôi không, camera giám sát. Phải trốn ngay. Còn cái nữa. Đau quá.
rồi. Đứng lại ngay. Hả? Sao lại có đến hai đứa bi thế kia? Mau phóng to ra. Không, đốt bi kia là giả. Kia là Linh Dương đang dùng phần mềm AI giả dạng làm đốt bi. Đi nào. Đứng lại. Cô ta đi đâu rồi? Xem đây. Tôi không thấy gì cả. Cô không thoát được đâu. Giả dạng tôi sao? Cô đã bị bắt. Nhiệm vụ thất bại rồi. Cảnh sát thông minh hơn ta tưởng. Giờ là thời điểm của ngươi. Tuân lệnh. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, người xấu có thể dùng phần mềm AI để giả dạng gia đình hoặc người thân quen của các bạn khi gọi điện bằng hình ảnh. Chúng ta cần phải có mã bí mật riêng dành cho gia đình và bạn bè để có thể nhận ra nhau khi cần thiết. Và phải luôn cảnh giác với những cuộc gọi. Không chạm vào cây dại. 10, 9, 8, 7, 6. Mình trốn ở đâu bây giờ nhỉ? Ở đây. Sẵn sàng chưa? Tớ tìm nha. Thấy cậu rồi nha. Tớ cũng thấy cậu rồi. Tớ đến tìm cậu đây thằng con. Thấy rồi. Thằng con, cậu bị làm sao thế? Có chuyện rồi. Cái chỗ sao vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, có một cái cây anti đằng kia kìa. Nó đã cắn thỏ con rồi. Để cô xem nào. Trông có vẻ rất nghiêm trọng. Tôi sẽ đưa cô bé đến bệnh viện trước. Vậy ra là có cây anti thật hả? Dobby, chúng ta mau đi kiểm tra xem. Đợi tôi với. Giờ không có gì có thể cắn tôi được nữa. Hãy qua bên kia kiểm tra thêm. Đã rõ. Nó đâu nhỉ? Tìm thấy rồi. Đây là vòi tưới cây. Dobby, có chuyện gì vậy? Không có cây ăn thịt nào cả. Cây ăn thịt kia. Thấy trang bị của ta chưa? Ta không hề sợ ngươi đâu. Đây là một cây huyết dụ khổng lồ. Đừng chạm vào nó, có độc đấy. Cái gì? Có độc. Đau quá. Hãy dùng giỏ này. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Au. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Nhanh nào.
Khơi. Cuối cùng cô bắt được. Hả? Hả? Làm sao mà nó lại có thể đào lỗ rồi tẩu thoát được nhỉ? Nhìn này, ở đây có dấu chân của anh cầy mắp mót. Có chuyện gì vậy nhỉ? Để tôi kiểm tra xem. Hả? Tìm thấy rồi, ở đằng kia. Hả? Anh cầy mắp mót, đừng động vào cái cây đó. À, mình sẽ mang cây hoa xinh đẹp này về trồng. Chúng ta cần phải ngăn anh ấy lại. Ơi, sao ngứa thế nhỉ? Sao vậy nhỉ? Ôi không, cẩn thận đấy. Ôi mình không thể chịu nổi được nữa. Hả? Có người đi bộ qua đường. 1, 2, 3. Móng vuốt bay, phóng. Cẩn thận. Ôi không. Cẩn thận, đừng chạm vào nó. Anh cầy mắp mót. Nhanh lên, đưa anh ấy đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, có rất nhiều loài cây, cỏ dại, nấm ở tự nhiên. Có một số loại có gai và một số loại là loại có độc. Vì thế, tốt nhất là không nên chạm vào chúng. Nếu chạm phải các loại thực vật có độc sẽ làm các bạn bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Đừng ăn thực phẩm bẩn. Bác Cáo ơi, cháu một phần nữa. Cháu cũng muốn. Được rồi, chỉ một lúc thôi. Đây, đây nữa. Của cháu đây. Cái gì đấy nhở? Bác Cáo ơi, cái đen đen này là gì đấy hả? Chỉ là sô-cô-la đen thôi mà. Cháu có vẻ rất thích salad của bác nhỉ. Bác sẽ tặng cháu thêm một phần nữa nhá. Cảm ơn bác ạ. Sao bụng mình đau đấy nhở? Nhà vệ sinh á? Nhà vệ sinh ở đâu nhở? Sao ở đây nhiều người thế nhở? Trông họ không đỡ ổn lắm. Cái bụng của tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, tất cả mọi người đều bị ngộ độc thực phẩm. Có điều gì đó không đúng ở đây. Ngộ độc thực phẩm? Dobby,
chúng ta phải kiểm tra xem hôm nay mọi người đã ăn gì. Cháu bé, cháu cảm thấy thế nào rồi? Cháu phải chạy đi nhà vệ sinh 3 lần rồi ạ. Cháu có nhớ hôm nay cháu đã ăn những gì không? Cháu đã ăn kem, salad hoa quả, cả bánh ngọt nữa. Cháu phải chạy đi lần nữa đây chú ơi. Sếp, đây là báo cáo. Tất cả mọi người đều đã ăn kem, bánh ngọt và salad hoa quả. Chúng ta phải điều tra những cửa hàng này nào. Không phải do tôi, cửa hàng của tôi đã mở được hơn 100 năm nay rồi. Chưa bao giờ chúng tôi gặp một phản nạn nào kể từ khi cụ kỵ của chúng tôi mở cửa hàng luôn. Không phải tại tôi. Tôi chắc chắn không thể nào là do những cây kem ngon lành của tôi gây ra được. Thấy chưa? Chúng hoàn toàn ổn mà. Cái gì? Các anh nghi ngờ tôi sao? Cửa hàng của tôi cực kỳ sạch sẽ nhá. Tôi tự tay tỉ mỉ lựa chọn và chế biến luôn. Đây, lựa chọn đúng đắn. Tôi rất thích salad hoa quả. Tôi lấy một phần nhá. Tôi không nghĩ bất kỳ hàng nào có vấn đề đâu sếp. Đừng ăn. Tôi ngửi thấy mùi hoa quả thối từ cửa hàng salad của anh Cáo. Chắc chắn anh ấy đang che giấu điều gì đó. Gì cơ? Kia chẳng phải là anh Cáo sao? Anh ta đang định làm gì vậy? Mau theo dõi anh ấy. Hoa quả thối ở khắp mọi nơi. Mấy tên cảnh sát đó mà cũng tin lời mình nói. Mình chẳng quan tâm chuyện hoa quả có thối hay không. Đằng nào mình có ăn đâu mà phải sợ. Anh Cáo, hóa ra là do anh mà mọi người bị ngộ độc. Cảnh sát! Hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Tôi phải đi ngay đây. Ngươi cầm lại nó đi này. Kinh khủng quá đi mất rồi. Anh cũng đâu thích ăn hoa quả thối nhỉ. Anh thật là xấu xa. Hãy theo tôi về đồn cảnh sát ngay. Bụng của tôi. Chưa hết, hãy cho tôi đến bệnh viện trước được không? Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, hãy luôn kiểm tra đồ ăn của mình trước khi ăn. Nếu chúng trông bị bẩn hoặc hỏng, hoặc có thể đã hết hạn sử dụng, các bạn không được ăn nó nhé. Thức ăn hỏng có thể gây ra đau bụng, thậm chí là ngộ độc thực phẩm. Các bạn hãy nhớ điều này nhé. Chuột chuỗi nhỏ mất tích. Con yêu, loại quả này rất tốt cho mắt của con này. Con lại chơi điện tử đấy hả? Mắt con đã kém lắm rồi đấy. Hôm nay chơi như thế là đủ rồi đấy nhá. Vâng ạ. Chúng ta đi thôi nào. Chuột chuỗi nhỏ.
cháu đâu rồi? Mẹ ơi! Là mẹ của cháu! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đợi con với! Chuột chui nhỏ! Chuột chui nhỏ! Chuột chui mẹ, sao vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, con của tôi bị mất tích rồi. Chuột chui nhỏ à? Tôi vừa thấy cháu bé lên chiếc xe buýt kia kìa. Ôi trời ơi! Chúng ta phải đi tìm cháu bé ngay. Vậy đây là nhà vệ sinh mà, kem nào? Nhà vệ sinh à? Chú không phải là mẹ của cháu. Ui, cái bụng tôi. Ôi, mùi quá đi. Ôi. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Chú phải đi đã nhá. Chuột chui nhỏ, cậu bé không có ở đây. Cũng không có ở đây. Anh có sao không? Anh gấu mèo, anh có thấy chuột chuỗi nhỏ không? Chuột chuỗi nhỏ à? Cậu ấy đi về phía cảng kia kìa. Ôi không, cậu bé có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta đi nào. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Nhau ra ở đây. Chuột chuối nhỏ. Chuột chuối nhỏ ơi. Chuột chuối nhỏ. Cứu cháu ơi, nó cứu cháu với. Hả? Ở đằng kia. Nhìn kia kìa. Là túi của chuột chuối nhỏ. Dobby, chúng ta đi nào. Lạnh quá. Ôi không, tàu đang rời khỏi bến. Đúng rồi, Dobby. Được rồi. Chúng ta phải nhanh lên, ném tôi sang đó. Được rồi. Chuột chuối nhỏ. Chú cảnh sát đâu đi? Chú là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Mắt là một bộ phận rất quan trọng, không được nhìn vào màn hình điện tử thời gian dài, và cũng không được đọc và viết trong điều kiện thiếu ánh sáng. Ngoài ra, các cháu không được dụi mắt bằng tay. Tay rất bẩn và có thể làm mắt bị thương nữa. Hãy cải thiện sức khỏe của mắt bằng các bài tập mắt hàng ngày nữa nhé. Chúng ta phải làm gì nếu gặp kẻ xấu? Hẹn gặp lại cậu sau nhé. Hẹn gặp lại nha. Này bạn nhỏ, bạn có đồ ăn gì ngon thế? Như quỷ em à. Thôi nào,
anh chỉ nhìn một cái thôi mà. Sao lại mất hết rồi? Về nhà và lấy thêm đồ ăn cho tụi này đi anh bạn nhỏ, hiểu không? Nếu cần định bếp xếp với ai nhá, cậu sẽ biết tay đấy. Vịt con, cháu có sao không? Cháu ôi giời ơi, cháu yêu, sao hôm nay trông cháu vừa bộ thế này hả? Bà Vịt, vịt con đã từng bị như thế này sao? Vâng, đúng thế, nên tôi rất lo lắng cho cháu nó. Cảnh sát trưởng Labrador xin ai giúp cháu tôi. Vịt con, cháu có thể nói cho chú biết chuyện gì đã xảy ra không? Cháu... Nếu mà định bếp xếp với người nào khác, cậu sẽ biết tay tụi này đấy. Cháu không sao ạ, cháu chỉ bị ngã thôi. Cháu đi về nhà đây. Cháu yêu, đợi bà đã. Vịt con thật là kỳ lạ. Tôi nghĩ cậu bé đang bị bắt nạt. Gì cơ? Chắc chắn có ai đó đã đe dọa cậu bé. Chúng ta phải điều tra chuyện này. Chúng ta phải theo dõi vịt con. Chúng ta sẽ có thể tìm ra được ai là người đã bắt nạt cậu bé. Trật tự nào. Đằng kia kia. Vịt con đi ra ngoài rồi. Chúng ta phải theo dõi cậu bé. Kem ngon đây, kem ngon một tặng một đây. Cậu bé đâu mất rồi? Mau xem cậu bé mang gì đến cho chúng ta. Đưa đây. Ngon quá. Vịt con ơi, mấy cái này được đấy. Này bạn nhỏ, lại đây. Anh nói là lại đây cơ mà. Tặng em này vịt con. Con bò. Đồ nhát cái. Mau bỏ nó vào thùng rác. Dừng lại. Hãy để cô bé yên. Cảnh sát nhỏ, chạy đi. Này. Vẫn còn một thằng nhóc nữa. Không ai tìm được ta hết. Tôi có ý này. Tìm thấy rồi. Không ai có thể thoát khỏi ta đâu. Mấy đứa lên đồn cảnh sát với chú. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu có người bắt nạt các cháu, đừng sợ hãi, hãy nói điều này cho người lớn và nhờ họ giúp đỡ. Nếu các bạn không tìm đến sự trợ giúp, việc bắt nạt sẽ không bao giờ dừng lại.
Các bạn có thể tin vào ba mẹ, thầy cô và thậm chí là cảnh sát nữa. Những người này sẽ giúp đỡ các bạn. Hãy dũng cảm lên nhé. Thang máy nguy hiểm. Đứng lại. Chạy ra. Đứng lại. Đi nào. Thang máy. À, mình có ý này. Khoan đã. Tránh ra. Đứng sang một bên đi. Ta cần lên sân thượng. Đứng lại đó. Đóng lại nhanh. Đi thang bộ nào. Lên tiếp nào. Sao cửa lại mở ra thế này? Sói, hắn ta kìa. Đông mình phải hủy hết mọi tầng mới được. Nhóc, đang định làm gì thế hả? Chú không thấy rất vui à? Ngươi làm gì đấy? Chú còn người ta mau. Dừng lại. Ôi không. Đóng cửa lại đi bà. Trời ơi. Này, đóng cửa nhanh. Ngươi đừng có bấm nữa. Này, đừng có hòng nhá. Đóng lại đây. Lại đó. Đóng lại đây. Này, ta đã nói dừng lại cơ mà. Đến nơi rồi. Đúng thật là mong đừng bao giờ gặp lại ngươi nữa. Bye bye. Mình phải chạy thôi. Đúng rồi. Ôi, cao quá. Chúng ta phải nhanh lên. Sói. Họ đến rồi. Nhận lấy này. Nhận lấy đi. Đi nào. Mày ghê. Lại là cháu à? Ta dạy cho cháu một bài học mới được. Ở đây không an toàn, mình phải ra khỏi đây ngay. Mở cửa ngay. Mở ra được rồi. Cái gì vậy? Hắn ở đằng kia, nhanh lên. Khỏi bóng của tôi. Khó bóng của tôi. Này sói, đứng lại đó. Chạy thôi. Không ai có thể thoát khỏi ta đâu.
Ôi không, có người ở trong thang máy. Đi nào. Đừng lo, cháu an toàn rồi. Cháu sẽ không bao giờ nghịch thang máy nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, luôn phải thực hiện đúng nội quy an toàn thang máy. Luôn đi thang máy với người lớn. Và không bao giờ được nghịch bấm các nút của thang. Chạy nhảy hoặc chơi đùa trong thang máy cũng rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn nữa đấy. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Không vào xe người lạ. Wow. Oh. Wow. Oh. Nào. Quá. Ý. Wow, bánh to thật đấy. Này cháu, chú còn nhiều bánh nữa ở trong xe. Cháu có muốn vào xe ăn thử không? Wow. Vâng ạ, cháu cảm ơn. La 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 la. Ê, này cháu, cháu chỉ giúp chú đường đến công viên được không? Được ạ. Này cháu, mẹ cháu nhờ chú đón cháu về nhà đấy. Nhưng mà cháu không quen chú ạ. Theo thông tin mới ghi nhận, có ai đó đã liên tục bắt cóc trẻ con và bỏ trốn. Ơi không, chúng ta phải nhanh chóng tìm xem là ai gây ra chuyện này. Tôi sẽ thử tuần tra bằng trực thăng xem sao. Đợi đã. Tôi có ý này. Thỏ bông của cháu. Một chiếc xe đáng ngờ. Mọi người vào vị trí. Này cháu ơi, đừng khóc nữa. Để chú mua cho cháu con gấu bông mới nhá. Wow. Đây, cháu có thích không? Vâng, có. Liệu đây có phải là tên bắt cóc không? Hắn ta bị lừa rồi. Chúng ta mau đuổi theo. Hãy ở bên cạnh chúng cho đến khi chúng tôi tới đó nhé. Đã rõ. Các cháu đừng sợ, cô sẽ đưa các cháu ra khỏi đây. Hôm nay thật là bội thu. Cảnh sát được. Dừng xe lại. Dừng xe lại đây. Ngươi không bắt được ta đâu. Hắn ta thoát rồi. Đừng lo, tôi đã có định vị của Papillon đây rồi. Tìm thấy hắn rồi, ở đây này. Ngay trước mắt chúng ta luôn. Ô không, chuyện gì vậy nhỉ? Dừng xe lại ngay. Đừng để ta bắt được ngươi. Xuống xe ngay. Không còn nơi nào để chạy nữa đâu. Các người nghĩ là các người bắt được ta sao? Cẩn thận đấy.
Chào nha. Đằng kia có một con thuyền, chúng ta mau đuổi theo. Lại là người à? Chẳng sợ con ta. Dobby, nhanh hơn. Tôi mệt lắm rồi. Papillon, bắt đầu kế hoạch B. Papillon luôn có cách. Để cô tìm cách khác. Hồi quá mình không thể chịu nổi nữa. Đứng lại đó. Ôi không, không ai có thể chạy thoát khỏi ta đâu. Babylon, cảnh sát trở lại đâu? Đừng sợ, các cháu an toàn rồi. Bọn cháu không dám vào xe người lạ nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ không bao giờ được vào xe người lạ, kể cả khi người lạ tặng các bạn đồ chơi hoặc đồ ăn, hoặc họ nói là bạn bè của ba mẹ bạn. Các bạn không được đồng ý nếu người lạ ép buộc các bạn vào xe của họ. Hãy gọi to tìm sự trợ giúp nhé. Hãy luôn nhớ những điều này. Pháo hoa rơi. Ôi không, mình phải đi vệ sinh ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, có ai đó thả bom vào nhà vệ sinh đi ạ. Chị có cả bom á? Vâng, và cháu còn bị bỏng đây này. Chú tìm ai làm chuyện này đi ạ. Đừng lo, không có vụ án nào mà chú không thể phá được. Đi nào. Tôi không thấy dấu vết nào của bom ở đây cả. Cái gì kia? Đây là pháo hoa mà. Pháo hoa chắc chắn bị ném qua ô cửa thông gió ở trên kia. Nhưng cửa thông gió ở vị trí khá cao. Ai có thể gây ra chuyện này nhỉ? Ở đằng kia. Đi nào. Lâu đài cao của cháu. Kem của cháu. Trời ơi, sao chúng ta không thể nhìn thấy nghi phạm nhỉ? Lại là pháo hoa nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, chúng tôi đang chuẩn bị chụp ảnh ở đây thì có ai đó đã ném pháo về phía chúng tôi. Thật khủng khiếp. Chụp ảnh sao? Tôi có thể xem được không? Nhìn này, nghi phạm đây rồi. Nó biết bay, vì thế chúng ta không thể nhìn thấy nó được. Tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh. Anh đang nhìn gì trên đó vậy? Tôi không nhìn gì cả. Tôi phải giữ cổ thế này bởi vì tôi đang bó bột ở cổ. Anh Hiếu, anh có nhìn thấy ai bay qua bay lại không?
Để xem nào, hai bạn chim sẻ, một bạn bồ câu và một bạn sóc bay. Sóc bay ư? Nghi phạm của chúng ta có thể chính là sóc bay. Hả? Sóc bay đi hướng nào vậy? Hả? Hướng đó. Wow, pháo hoa vui thật đấy. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Một quả thật to luôn này. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Có chuyện gì vậy nhỉ? Nhanh lên! Cháu không bao giờ được chơi đùa và ném pháo vào người khác. Cháu có thể làm mọi người, thậm chí bản thân mình bị thương đấy. Cháu xin lỗi cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, pháo hoa rất nguy hiểm. Các cháu không được phép đốt pháo nếu như không có ai giám sát. Nếu ba mẹ các cháu đồng ý, chỉ được phép chơi khi ở bên cạnh và chơi thật cẩn thận. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Căn bếp nguy hiểm. Ha ha. Mùi thơm quá đi. Hai bát mì đặc biệt của nhà hàng chúng tôi đây. Wow, trông ngon thật, thật. Ông Panda, mì của ông lúc nào cũng thật đặc biệt. Đó là nhờ nước sốt cay đặc biệt của chúng tôi. Sốt cay đặc biệt ư? Đúng vậy, đây là công thức từ đời ông của ông nội cháu cơ đấy. Đúng vậy ạ. Xin một bát nữa. Nếu ta có được công thức sốt cay đặc biệt đó, ta cũng có thể làm được món mì đặc biệt này của họ. Thật tuyệt vời. Một bát nữa đi ông Panda. Ôi, sốt cay của tôi. Có chuyện gì vậy? Chúng ta vào xem thử đi. Hả? Ông Panda, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, sốt cay đặc biệt của tôi bị mất rồi. Gì cơ? Nó đã được các bậc cha chú truyền lại cho tôi. Giờ thì nó biến mất rồi. Xin hãy giúp tôi tìm lại nó với. Đừng lo, không có vụ án nào mà chúng tôi không thể giải được. Nếu nó bị đánh cắp thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết quanh đây. Dobby, chúng ta hãy chia nhau ra tìm thử xem. Kẻ trộm. Đây là bột thôi.
Hả? Hả? Dấu chân ư? Có vẻ như tên trộm đã đột nhập vào đây bằng cửa sổ. Hả? Ừ, không thể tin được. Tôi sẽ bắt được tên trộm này. Đợi đã. Tên trộm có thể vẫn còn ở đây. Gì cơ? Nhìn này, không có dấu chân của tên trộm ra khỏi đây. Vì thế chắc hẳn tên trộm trốn ở đây. Người không thể trốn ở đâu. Bắt được người rồi. Đứng lại ngay. Anh khỉ là anh à? Không phải tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn nhìn trộm xem anh làm mì như thế nào thôi. Tôi không có trộm suất cay của anh đâu. Các anh có thể lục soát tôi nếu muốn. Nếu không phải do anh khỉ, vậy thì nó ở đâu được nhỉ? Tôi nghĩ tôi ngửi thấy mùi mì cay. Theo tôi nào. Mùi hương phát ra từ đây. Trên tầng có một căn bếp nữa. Đi nào, chúng ta phải nhanh lên. Cà chua, cà rốt, nấm, dưa chuột. Ta là đầu bếp tuyệt nhất thế gian này. Wow, ngài bếp trưởng. Sốt cay đặc biệt. Đây ạ. Đây là tiếng con gái của tôi. Nhanh lên. Cẩn thận đấy. Mắt của con. Chúng ta phải đưa cháu bé tới bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chúng ta không được chơi ở trong bếp. Trong bếp có rất nhiều vật dụng sắc nhọn, nước sôi và các đồ điện gia dụng, và chúng có thể làm cho các bạn bị thương. Ngoài ra, các vị phụ huynh hãy luôn chú ý tới các con của mình khi chúng ở trong bếp. Trò chơi khăn tại sân chơi. Có chuyện gì vậy? Có quái vật cắn mất quần của cháu rồi. Nó ở kia kìa. Hả? Quái vật ư? Để chú xem nào. Quái vật ư? Hả? Ở đây không có gì cả. Sao nó không chuyển động nhở? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cứu tôi với! Hả? Đi nào! Cẩn thận!
Vợ con, cháu có sao không? Cháu không sao ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, vợ con và cháu đang chơi bập bênh với nhau, rồi đột nhiên không hiểu tại sao tự dưng cậu ấy lại bệnh phèo lên trên đó ạ. Hả? Dấu tay, chắc hẳn có người đã ở đây. Các cháu có nhìn thấy ai đến gần không? Bọn cháu không ạ. Có dấu tay trên bập bênh à? Nhưng không ai nhìn thấy người nào cả sao? Tôi nghĩ có thể là do ai đó giỏi ngụy trang gây ra. Vậy thì làm sao chúng ta tìm được thủ phạm đây? Tôi có ý này. Hả? Đến lúc chơi không một trò khác rồi. Kẹp cá mập. Không. Kèo siêu dính. Không. Hay cá biết tát thì sao nhở? Không. Sư rồng nhọn. Đúng rồi. Tuyệt vời. Nó tới đó. Đợi đã. Bây giờ. Ôi, cảnh sát trưởng Labrador. Đi theo dấu chân. Sao chú ấy nhìn thấy được mình nhỉ? Nhìn kia, là tắt kè. Ôi không, bị phát hiện rồi. Cá biết tắt. Ôi không. Không, kêu siêu dính. Ở đằng kia. Cháu sẽ không bao giờ chơi khác nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chơi khăm người khác là không tốt. Đặc biệt là một số trò chơi có thể gây nguy hiểm. Nó không những làm người khác sợ hãi mà còn có thể làm họ bị thương nữa. Các bạn đã bao giờ trải qua những trò đùa nguy hiểm chưa? Hãy nhớ báo với ba mẹ mình biết ngay nếu gặp phải những trò đùa ác ý hoặc nguy hiểm nhé.